Xin chào các bạn. Hôm vừa rồi mình ghé tiệm cá mua ít cá xê can dạ quang. Thì nhìn cá thì biết là cá nó có bệnh rồi. Nói chung là cũng không có ưng lắm, nhưng mà lưỡng lự hồi cuối cùng là cũng mua liều luôn. Tại vì biết là thấy họ cho thuốc vào trong nước các thứ rồi, nhìn nước nó đổi màu là biết các thứ rồi. Thế nên mua liều về xong rồi thả vào cái hồ to này. Hậu quả là đúng là cá bị bệnh thật các bạn ạ. Mấy con đuôi kiếm bị lây sớm nhất. Nó bị thối đuôi mấy con đực, mà đuôi kiếm là coi như đuôi nó cứ ngắn dần cái kiếm lại, xong rồi thối dần. Còn lại là coi như bầy xê can nè, rồi xê can thường mà có sẵn trong hồ của mình á, rồi Ali nè, rồi nói chung là con nào cũng có dấu hiệu hết. Con thì suốt ngày cọ quẹt cái mình nó vào thành bể các bạn, và vào đáy hồ á. Rồi con thì thối đuôi, đã vậy còn gặp ngay mấy cái hôm mà trời nó mưa gió thất thường nữa. Hậu quả là một em xê can dạ quang ra đi, cộng với lại mấy em đuôi kiếm nữa cũng ra đi luôn. Và lần này mình sử dụng loại thuốc này để chữa cho nó này các bạn, đó chính là Eri. Mình cho vào trong hồ này, mình rửa cái viên Eri này đi, tại vì bên ngoài nó có cái lớp màu hồng đó các bạn. Mình rửa cái viên bên ngoài đi, cái lớp bên ngoài đi. Sau đó mình cho hai viên Eri vào và một viên tê cha nữa. Cái Eri này nó cũng là thuốc dành cho người thôi các bạn ạ. Mình mua ở tiệm thuốc các bạn, 10.000 vị phải không ta, quên đời mất rồi. Tại cái này mình mua trùng với mấy loại thuốc nữa. Mình thường thường là nếu mà lở miệng bị nhiệt miệng bình thường là mình sẽ xài cái loại thuốc mà đợt trước mình có chia sẻ với các bạn rồi. Còn trong trường hợp mà nó bị nặng mà bôi thuốc nó không hiệu quả, mình mới sử dụng cái Eri này các bạn này. Mình sẽ uống một viên Eri cộng với hai viên Bretney. Ngày uống 2 lần là coi như là cái vết lở nó nhanh lành cực kỳ luôn, và nó không còn cảm giác đau nữa. Cái mình mới lấy luôn cái Eri này để chữa bệnh cho cá luôn các bạn. Cái Eri này nó xử lý được khá là nhiều bệnh do vi khuẩn gây ra. Mà mình thấy là để ý hay nhất là một là cái thối đuôi này, hai là cái dụng mà mang bị về mang nhưng mà do vi khuẩn nữa các bạn. Rồi nếu mà đọc ở trên mạng thấy là cho tôm cá này nọ mà dạng mà cá thủy sản á, hình như là nó còn chữa cả về mấy cái bệnh về ruột, gan các thứ này nọ nữa. Nói chung là do vi khuẩn á. Thuốc này nó có tác dụng trong 48 tiếng đồng hồ. Là coi như đợt vừa rồi mình chữa là mình bỏ hai viên Eri này cộng với lại một viên tê cha. Đó, chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Qua tới ngày hôm sau á, là cá nó có vẻ nó đỡ. Rồi qua tới ngày thứ ba á, là mình thấy cá nó khỏe hẳn các bạn ạ. Rồi mình để thêm vài bữa nữa cái thảnh thơi mình mới thay nước cho cái hồ này. Thay có phần nước rồi các bạn, thay chắc chưa được nửa nữa. Tại vì mỗi lần thay đâu phải thay một hồ này đâu, thay hàng loạt các hồ khác, cho nên là đợi lúc nào phù hợp mới thay thôi. Ngoài ra thì mình cũng thấy có một anh chia sẻ là dùng cái Eri này á, để trị cái tảo nhớt xanh á các bạn. Thì một viên Eri 500mg này cho 150 lít nước. Các bạn có thể thấy rõ là bữa nay cá của mình nó hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống khá là ngon lành rồi. À, với lại mình cũng có tăng cường thêm cái vitamin với lại enzyme của Vimectin cho cá. Tức là bình thường vẫn trộn cho đồ ăn cho cá rồi, nhưng mà giờ mình tăng thêm một chút nữa thôi. Cái Vimectin thì hồi trước mình có làm video chia sẻ với các bạn rồi. Thì có gì mình sẽ để lại cái video đó ở cuối cái clip này, cuối cái video này. Để nếu mà bạn nào cần thì có thể xem lại nhé. Còn hôm nay chủ yếu là chia sẻ với các bạn về cái thuốc Eri này. Liều dùng khoảng 150 lít nước cho một viên 500mg. Ngoài chữa các bệnh cho cá thì các bạn có thể kết hợp với Bretney. Cứ một viên Eri, hai viên Bretney, ngày uống 2 lần để chữa về nhiệt miệng, về lở miệng. Nhưng mà đấy là trong trường hợp bị rất là nặng thôi nha các bạn nha. Tại vì mấy cái nhiệt miệng, lở miệng mình cũng không khuyến khích các bạn sử dụng kháng sinh. Cái Eri này tiệm thì người ta gọi là Eri, tiệm thì lại gọi là Eri. Rồi cái Bretney cũng vậy, có nơi người ta chỉ gọi ngắn gọn là Bret thôi. Mình sẽ để tên thuốc ở dưới phần bình luận cho các bạn dễ tìm kiếm nha. Chúc các bạn kịp thời cứu những em cá của mình nha. Tạm biệt các bạn.